Chào mọi người, là mình đây. Thì ở video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách cài PES 19 crack. Và ở trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài bản patch đến từ nhà phát hành SMOKE. Đó chính là bản patch SMOKE Patch EXECO. Thì bản patch này có những tính năng gì? Thì có rất nhiều tính năng như là thêm nhiều sân vận động này, tên đúng cho tất cả cầu thủ, cập nhật tên và logo chính xác cho tất cả đội bóng, bổ sung thêm giải đấu Bundesliga, cập nhật trang phục thi đấu chính xác, ngoài ra rất nhiều tính năng chính khác. Ok, không dài dòng nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải bản patch này và hướng dẫn cài đặt. Thì link thì mình sẽ để phần dưới caption. Đây là link tải, gồm có 13 patch, tương đương với tầm khoảng 5GB, khá là nặng. Thì các bạn hãy download hết tất cả 13 patch này về chung một file. Đây, ở đây thì mình đã download hết về đủ 13 patch và để chung một file. Sau đó thì các bạn hãy tiến hành giải nén. Đây, giải nén. Cứ ấn OK thôi và sẽ ra được file này. Đây file sau khi các bạn giải nén xong 13 patch. Setup EXECO 19V1104. Thì các bạn ấn chọn vào setup EXECO 19V1104.ec. Ok. Yes. Các bạn hãy chọn next. Ở mục này thì các bạn chọn vào file chứa đến cái thư mục .pet19 của bạn. Ở đây thì mình để ở trong file F. Đây là file mình .pet19 thì các bạn ấn OK. Và cứ chọn next thôi. OK. Và sau khi đã cài đặt xong thì nó sẽ hiện một bảng thông báo là đây là cái mà graphic, cái timer ở ngoài cái giao diện trong game ấy. Thì các bạn muốn lựa chọn cái PES 19 và giữ nguyên cái đấy, hoặc các bạn thể để cái giao diện của EXECO. Ở đây mình sẽ để giao diện EXECO. Next. Ủa, cái gì vậy? Ok, chọn là thư mục chứa game PES 19. Next. Và các bạn hãy tiến hành đợi. Ok, như vậy là đã xong. Và đây là trang chủ của nhà phát hành SmokePatch dành cho PES 19. Đây sẽ vận động này các bạn có thể tải thêm. Thì các bạn hãy truy cập vào trang PES-SmokePatch.com để có thể chờ thêm những cái update mới về các bản patch này. Ok. Mình sẽ vào lại cái file tải về. Đây là file sau khi giải nén 13 patch đây. Thì các bạn hãy copy file edit vào phần document konami 19 2927 này, save. Đây các bạn paste vào đây, replace. Ok, các bạn vào lại file đây thì bạn vào phần download và copy hết phần này vào mục download trong game, trong thư mục game. Open file location. Các bạn hãy copy hết vào trong mục download này. Ok, và replace. Do zip for all và continue. Các bạn hãy chờ khoảng 1 phút. Quay trở lại thì bản patch này thì có rất nhiều tính năng. Và nếu các bạn không xài bản patch thì
sẽ thiếu rất nhiều trang phục cũng như là giải Bundesliga này, cũng như các cầu thủ thì sẽ bị sai tên rất nhiều, Bayern Munich hay là Borussia Dortmund, và có thêm đây là huyền thoại nữa, các cầu thủ huyền thoại trong cái bản patch này. Rất nhiều với huyền thoại nổi tiếng. Thierry Henry, Tony Rusicki. Ok, các bạn đợi copy và file download. Khá lâu ấy. Khoảng tầm 5GB, 13 pat này. Mấy mươi phần trăm. Pat 19 này sẽ chỉnh sửa tên tất cả cầu thủ của tên chính xác, cũng coi như có y tế chính xác, không có y tế giả nữa. Rất nhiều tính năng. Update cả cái chất lượng trong game, cái graphic. Ok, sắp xong rồi, 95% rồi. Ok, vậy là đã copy xong. Giờ mình sẽ thử chạy game xem đã vào được chưa. Ok, như vậy là đã vào được game. Ừ, chưa vào được. Đợi tí em vào. À, đã vào được rồi. Ok, đây là phần timer của Execo. Ở đây bạn nếu mà chọn phần của PES 19 thì sẽ giữ nguyên. Ok. Ok. Như vậy là mình đã update bản patch. Ok, edit nào. Để xem các tên cầu thủ và đội bóng có chính xác chưa. Ok, như vậy là giải Champions League đã chính xác đúng với logo của nó rồi. Arsenal. Ok. Xem Chelsea. Ok. Hazard. Morata. Manchester. Ok, vậy là đúng với cả áo. Giờ mình sẽ check xem giải Bundesliga Bayern Munich. Vậy là có thêm giải Bundesliga và các đội bóng Müller, Lewandowski, Borussia Dortmund, Marco Roy, Lassen. Vâng, rất đầy đủ. Có thể giải Trung Quốc, giải Thái. Ok, mình sẽ xem trang phục bên trong game cũng như là đá có bị làm sao không.
Ok. Manchester luôn đi. Như vậy là 4 bộ trang phục. Ồ, rất chính xác. Rất đẹp nữa. Ok, mình sẽ đá thử. Sẽ đá thử xem có bị lỗi lầm gì không. Trời mưa. Ok. Vậy là chúng ta có thể thấy là không hề bị lỗi lầm gì và đá rất bình thường. Okay. Ok, vậy là mình đã cài xong bản patch của nhà phát hành Smoke Patch. Và nếu mọi người thấy video hay và bổ ích thì hãy like và subscribe cái kênh của mình để mình có thể ra nhiều bài hướng dẫn về các bản patch khác. Cảm ơn mọi người đã xem.